À vâng, và vườn mai chích chè bông xin chào cả nhà nha. Và vừa rồi thì mọi người có hỏi em về cái mặt hoa của cây cúc hồng lộc mai ha. Thì hôm nay em được một cái cây nó nở chỉ đó cùng hoa như thế này nha cả nhà. Thì cái hoa này nó nở cũng được vài ngày rồi, nhưng mà do em bận công việc quá nên không có quay lên được. Thì cả nhà thấy nó rụng rồi, nó rụng cái nhụy ở bên trong rồi ha. Nhưng mà hoa của nó cũng vẫn tươi nha. Cái này là ngày thứ tư luôn rồi đó. Đây, hoa rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây em sẽ quay tổng thể cho cả nhà xem nha. Hoa nhiều cánh ha, tầm khoảng ba mấy cánh á. Rồi hoa. Xin chào cả nhà nha. Thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu với cả nhà đó là cái mặt hoa của cây cúc hồng lộc nha, hồng lộc mai ha. Thì hoa mai của nó rất là đẹp luôn. Cái cánh thì tầm khoảng ba mươi mấy cánh á. Thì em cũng được một số cây giống để giao lưu với cả nhà để về cắt bo làm giống ha. Đây là hồng lộc mai nha. Đây,